Hai. Hai. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình nha. Mình gì vậy? mình là Nhã đây mọi người. Thầy hằng ngày không? Mày lấy gì? Tôi là Toàn nha mọi người. Còn này lấy gì? Tôi là mày là Sang. Ok đây, mọi người. Đây là Nhã Bladen. Ok mọi người, thì hôm nay là cái ngày quan trọng nhất cuộc đời của ông chủ đoàn lăng mình nha ông mọi người. Cái ông bụng bự bự á. Thì bây giờ á, ngày quan trọng ai biết ngày gì? Thôi đừng nói quan trọng, để coi đi mà biết. Không có nói được chứ, để ta hóng người ta chờ mất công. Ok rồi, thì hôm nay là ngày đám cưới của chú Khánh nha. Chú Khánh là trưởng đoàn lăng của anh em mình. Thì hôm nay anh em mình quyết định cho nó luôn. Dứt trời lớn luôn rồi. Gì? Giờ mình với mấy đứa nè đang chuẩn bị đi múa lăng bên anh Phương, bên anh Phương bên đây nè, bên Hào Dũng Đồng Tháp á mọi người. Thì bây giờ mình với ông Sang với ông Toàn về ông Phúc đồ về nhà ông Khánh, sẽ nói với ông Khánh á là hôm nay anh em mình sẽ nghỉ bên ổng luôn, qua anh Phương đi luôn. Để coi phản ứng không sao nha mọi người. Ok theo chưa anh em mình nha. Hello mọi người, đã mới clip mới nhá. Nhau nổi giùm. Cái phòng có chắc ăn không vậy? Có thằng phòng kín mít rồi. Không nói cái chuyện không nghe, mà không nghe. Ok mọi người, bây giờ mình đã đặt cái quay sẵn trong phòng của chú Khánh rồi. Anh em mình sẽ kêu mình Sang một dẹo đồ ra ngoài, kêu Khánh vô đây để nói chuyện với anh em mình. Nghỉ luôn. Nghỉ luôn. Không thích thì nghỉ. Alo, nhớ ra trai. Bảnh ơi, cũng lăn luôn, đi qua bên đầu kia muốn luôn. Khỏi cũng mâm luôn. Khỏi cũng mâm luôn. Đập luôn. Đập luôn. Ông giọng cho nó không mát luôn. Đau luôn. Mồ luôn. Trời, đi quá kêu đi, nhẫm quá. Quay nè, hàng quay nè. Bà nói hàng trước đi cho nó, ngã ơi. Gì? Má cho tao biết được hàng trước. Thằng mắt nhỏ. Hai người chú quá. Chúng mày gọi đi cho bên kia đi. Vậy thôi. Vậy thôi. Vậy thôi. Vậy A few moments later. Gì vậy đó? Vô đây ngồi nói chuyện xíu. Tắt lại cái đó. Nè, ngồi đây nè. Sao? Ngồi đây đi. Ngồi đây nè. Ngồi đây nè. Rồi, nói. Chuyện gì? Nói đi tự. Giờ mấy con không. Mày để tao nói mày. Mày tự nguy. Mày để tao nói vậy. Là gì mày sợ sợ gì vậy? Chịu gì nói rồi, chịu gì mà sợ. Thì bây giờ là mấy con tính xin chú nghỉ. Tại vì mấy nó nè thống nhất lại, mấy nó muốn múa lăng được chuyên nghiệp được hơn. Chứ múa mấy nó nói múa chú tuận dưới đất không à, nó muốn bay bay lên trên trời á. Bay bay qua bàn ghế rồi. Không, bay qua bàn ghế bơi bay trên trời. Ừ, chứ thấy sao? Muốn nghỉ bên chú rồi qua anh Phương tập. Anh Phương muốn luyện muốn bay lên đoàn ghế đồ. Luyện mốt đi thi đồ đó với ta. Mày nói chơi hay nói giỡn? Nó thiệt chứ nó chơi nó giỡn gì trời. Lấy ngồi đây thì nó giỡn không nữa. Tự nhiên mày nghĩ vậy đó hả? Tình nghĩa anh em đủ mày đi với tao bao nhiêu năm nay à? Mấy này mới tôi với Sang được đi được mấy năm xe. Anh em từng nghĩa đó là bốn năm nhau, giờ tự nhiên bị bỏ là gì đó hả? Bị bỏ là gì đó hả? Chứ mình nói muốn vợ muốn phát triển hơn gì kìa. Sang nó muốn nghỉ chành, muốn nghỉ chành đâu kìa. Rồi vụ mương mâm thì có gì vụ đó từ từ tính đi. Giờ thấy thì sao? Giờ này tôi muốn nghỉ á, qua anh Phương tập. Không đi với ông nữa. Cái suy nghĩ từ đó giờ đi. Anh em chơi nhà giờ phải bỏ là vậy đó. Để thấy được không? Thank you.
dám vào người bưng mông kiếm người khác nha, tôi không đi ông nữa đó. Chê được cỡ đó luôn hả bạn? Chê được cỡ đó luôn hả bạn? Vậy chứ sao giờ? Tôi đi múa lăng rồi, bưng sao được, bưng anh Phương kêu đi múa 2-3 ngày liên tiếp rồi. Hôm nay thì em bị biết mẹ bị hết đi. Em bị biết mẹ bị hết đi. Chê cạn tình cạn nghĩa tao vậy đó hả? Không ai biến hết đi. Bây giờ cản tình cái nghĩa hả? Biết cái gì? Đó. Ok mọi người. Đó mệt đúng rồi luôn. Cho này. Ông Khánh thì cái phản ứng ông lớn rồi mọi người. Ông nói chuyện thì tự nhiên ông bị bất ngờ á, mấy mình lại tự nhiên nói vậy bất ngờ á, ông cũng không biết nói gì, mấy mình là ông đơ đơ không phải không? Ừ. Ông không nói gì được luôn á. Ok mọi người thì bây giờ mình không xin lỗi luôn nha. Mình đi về luôn. Xong rồi tối nay mình sẽ xuống nhà vợ của chú Khánh. Mình múa lăng rồi mình chúc chúc trăm năm hạnh phúc đồ. Chúc mừng, chúc mừng. Sao rồi mình chúc mừng năm mới. Rồi xong rồi mình mới nói là sáng ngày mình cho. Ừ. Okay. Từ từ còn đợi máy bay gì. Đây vậy. Còn chiều tối ăn chi? Để đổi hả? Không, clip này một clip đi rồi clip sau còn clip nữa. Tại vì mọi người giờ này là 12 giờ rồi. Anh em mình đi múa lăng tới chiều tối luôn á cho nên không có làm clip được. Lúc trên xe mình sẽ làm clip mình up lên YouTube ngày bóp. Up lên YouTube cho mọi người xem nha. Ok giờ nếu mọi người thấy video này hay để lại cho anh em mình một like, đăng ký kênh. Còn mọi người mà muốn nói sao về clip này thì comment bên dưới ủng hộ anh em mình nha mọi người. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.